Những cơn gió mùa về mang theo cái lạnh thổi qua bờ sông Như Nguyệt, cũng là lúc mọi người hân hoan trở về nơi mái Già Lam chùa Linh Quang tham dự đại lễ an vị tượng Bồ Tát và khóa thiền tháng 12. Buổi lễ diễn ra thành công viên mãn, để lại trong lòng quý Phật tử về một đại lễ vô cùng trang nghiêm, thiêng liêng và tràn đầy đạo lý. Đằng sau những thành công đó là những tấm lòng ấm áp, những đôi tay phụng sự không quản khó khăn mệt nhọc của huynh đệ, các bạn thanh niên sinh viên tham gia công quả. Để chuẩn bị cho đại lễ được chu đáo nhất, các bạn sinh viên đã trở về chùa từ nhiều ngày trước đó, không quản cái lạnh đầu đông, không quản sớm khuya mệt nhọc. Trên gương mặt các bạn luôn là nụ cười tươi hạnh phúc ngập tràn. Xin chào Linh Quang! Xa rời nơi phố thị đông vui, các bạn trở về với vùng quê yên bình tham gia công quả, phục vụ mọi người, giúp cho quý Phật tử khắp nơi trở về được đón tiếp chu đáo trong niềm hạnh phúc hân hoan. Ngay từ nơi cổng chùa, các huynh đệ thuộc ban hướng dẫn trong tà áo dài tươi tắn đã trang nghiêm đón quý Phật tử trở về. Từ việc xếp kinh đến hướng dẫn quý Phật tử trong các thời khóa, trang nghiêm nhưng không kém phần thân thương ấm áp. Sau thời khóa thiêng liêng, những suất cơm, cốc nước, trái cây ngon lành được gửi tới mọi người qua đôi tay khéo léo của ban hành đường và ban bồi dưỡng. Môi trường luôn sạch đẹp, không một cọng rác là nhờ huynh đệ ban môi trường luôn cẩn thận quan sát, giữ gìn vệ sinh. Còn rất nhiều những sự hy sinh thầm lặng nữa để tạo nên sự thành công của buổi lễ. Chúng con xin gửi lời tri ân chân thành đến quý Phật tử đã góp công sức của mình để mọi người về chùa không chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng của buổi lễ mà còn cảm nhận như đây chính là nhà của mình. Khắp nơi đều là những nụ cười hạnh phúc, những ánh mắt thân thương, cùng nhau sống trong tình đạo ấm áp. Các bạn ơi, các bạn đến từ đâu vậy ạ? Học trường nào vậy ạ? Đại học MED, Đại học Graduate, Đại học của Research. Yeah. Mình đến từ trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn ơi, hôm nay các bạn được phân vào ban nào vậy ạ? Mình được phân vào ban ngồi giữa chai. Các bạn ơi, các bạn học trường nào vậy ạ? Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Hôm nay các bạn được phân vào ban gì vậy ạ? Ban hướng dẫn. Mình học trường HBC, Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Yeah. Vậy các bạn hôm nay được phân vào ban nào vậy ạ? Ban ngành đường 1. Cùng nhau đi muôn nơi gieo rắc đầy niềm vui không thôi. Lời kinh thiêng sâu xa soi sáng vào cuộc đời bóng tối. Lòng người thêm hân hoan khi pháp màu tràn lan ngân vang, những trái tim thổn thức theo những dòng đạo lý mênh mang. Hạnh phúc bao la là lúc tâm ta nhìn đóa sen tươi nở hoa. Hãy đến để cất tiếng nói với nhau rằng ta thương nhau.